được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTVK7 và VTVK22, trên các ứng dụng On, OnMe, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTVK. Hãy đến với những giờ học online tương tác đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu, trường học 4.0 ngay thôi nào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình On Edu, trường học 4.0. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTVK7 và VTVK22. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Huyền Trang, người sẽ cùng đồng hành và là trợ giảng trong buổi học ngày hôm nay của các bạn. Và mình xin giới thiệu thầy giáo dạy vật lý của chúng ta, đó chính là thầy Võ Thanh Được ạ. Dạ, em mời thầy. Xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Võ Thanh Được. Và hiện nay thầy đang là giảng viên và công tác tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Dạ vâng thầy Được, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề gì ạ thầy? Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ học một cái chủ đề rất là thú vị trong chương Sóng Ánh Sáng có tên là Giao thoa Ánh Sáng Đơn Sắc. Dạ vâng, nếu mà trong quá trình học các bạn có những thắc mắc hay những câu hỏi, bài tập liên quan đến bài giảng thì chúng ta hãy đừng ngần ngại, hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTVCAP nhé. Và ngay bây giờ thì em xin mời thầy, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ạ. Cảm ơn Trang. Buổi học hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau sang một nội dung rất quan trọng trong cái chương Sóng Ánh Sáng. Và chủ đề hôm nay thầy trò chúng ta học là giao thoa ánh sáng đơn sắc. Và trước khi chúng ta học bước sang nội dung chính là nội dung về giao thoa ánh sáng đơn sắc, thì thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta một số các cái kiến thức mà tuần trước chúng ta đã học thông qua một số các cái bài tập. Và đầu tiên chúng ta cùng nhắc lại cho thầy nội dung về tán sắc ánh sáng. Thì hôm trước, buổi học tuần trước, thầy trò chúng ta đã cùng nhau học cho thầy nội dung về tán sắc ánh sáng. Và chúng ta biết rằng là khi chúng ta chiếu một chùm ánh sáng phức tạp hoặc là chùm ánh sáng trắng vào một lăng kính thì chùm tia sáng đó bị phân tách ra thành các màu đơn sắc khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những cái kiến thức, những cái công thức mà tuần trước chúng ta đã học để vào vận dụng vào và nhắc lại cái kiến thức thông qua hai cái ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, câu số 1 là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm 4 thành phần đơn sắc là đỏ, vàng, lam và tím. Từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách với không khí với góc tới là 37 độ. Biết chiết xuất của môi trường này đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643, 1,657, 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là. Như vậy với cái bài toán này, đề bài yêu cầu chúng ta hãy xác định cái thành phần đơn sắc mà không thể ló ra ngoài không khí. Và như vậy chúng ta nhớ lại ở nội dung tuần trước thầy đã dạy cho các em. Và thầy cũng đã từng nhắc lại cho các em về hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần. Vậy thì rõ ràng ở đây các em thấy chúng ta có 4 thành phần đơn sắc. Vậy thì những cái thành phần đơn sắc nào mà không thể ló ra ngoài không khí thì những thành phần đó phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần ngay tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Vậy thì cụ thể chúng ta sẽ tiến hành giải bài toán này như sau. Trước hết, chúng ta biết rằng là để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, đúng không ạ? Thì điều kiện cần là chiết xuất của môi trường chứa tia tới phải lớn hơn môi trường chứa tia khúc xạ. Và ta thấy rằng ở đây chiết xuất của tia màu đỏ, màu vàng, màu lam và màu tím, tất cả những giá trị này đều lớn hơn chiết xuất của không khí. Và như vậy nó thỏa mãn được điều kiện cần. Thứ hai, chúng ta đi tìm điều kiện đủ. Thì ở đây các em thấy rằng là gì? Ta có thể tính được cái giá trị y giới hạn đối với từng ánh sáng đơn sắc khác nhau. Và cụ thể ở đây chúng ta thấy là nếu như trường hợp góc tới y, ở đây góc tới y của chúng ta là 37 độ. Nếu nó lớn hơn giá trị y giới hạn của từng ánh sáng đơn sắc này thì nó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Còn nếu nó nhỏ hơn thì nó sẽ không xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi tính các cái thông số này. Và như vậy thầy cũng đã nhắc lại cho các em, sin y giới hạn thì được xác định là bằng N2 chia N1. Như vậy chúng ta thay số vào. Ở đây N2 các em thay bằng 1 và N1 thì chúng ta lần lượt thay các cái giá trị chiết xuất của màu đỏ, lam, màu vàng và màu tím vào. Thì chúng ta sẽ tính được các cái giá trị y giới hạn của màu đỏ là bằng 37,49 độ, y vàng
Y giới hạn màu vàng là 37,12 độ, Y giới hạn màu lam là 36,6 độ và Y giới hạn màu tím là 36,4 độ. Và như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy với góc tới Y là bằng 37 độ thì nó sẽ lớn hơn giá trị Y giới hạn của màu lam và lớn hơn Y giới hạn của màu tím. Cho nên nó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách đối với tia màu lam và tia màu tím, và dẫn đến là tia màu lam và tia màu tím không thể ló ra ngoài không khí. Được chưa ạ? Và như vậy các em thấy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở trong câu số 1 này là đáp án D, tia lam và tia tím. Này. Tiếp theo, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau sang cái câu hỏi số 2 của cái phần ôn tập tán sắc ánh sáng này. Đây là một câu trong cái nội dung thi của Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Từ không khí, ta chiếu chùm tia sáng hẹp, coi như một tia sáng gồm hai cái bức xạ đơn sắc là màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới là 53 độ, thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết là tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5 độ. Vậy yêu cầu tìm chiết xuất của nước đối với ánh sáng màu tím. Các cái đáp án các em có thể nhìn thấy trên màn hình: 1,343, 1,312, 1,327 và 1,333. Như vậy với cái bài toán này thì chúng ta sẽ giải nó như thế nào? Thì để giải bài toán này, trước hết thì thầy sẽ biểu diễn những cái thông tin mà đề bài cho lên trên màn hình để cho các em có thể quan sát. Ở đây chúng ta có thể là nhìn thấy được ở trên bảng, đó là gì ạ? Chúng ta chiếu một cái tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường, thì lúc này chúng ta nhận được một cái tia phản xạ, đúng không ạ? Và ở đây các em sẽ quan sát thấy có hai tia khúc xạ trong môi trường nước và nó bị tách ra thành hai màu là màu đỏ và màu tím. Theo yêu cầu của đề bài thì màu tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với lại là tia phản xạ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi tiến hành tính cái chiết xuất của ánh sáng tím trong trường hợp này như sau. Như vậy các em thấy nè, vì tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với lại là tia phản xạ, cho nên ở đây các em có thể quan sát thấy là Y và Y phẩy là bằng nhau, đúng không ạ? Và dẫn đến là chúng ta sẽ có là Y phẩy cộng với R màu đỏ thì sẽ bằng Y cộng với R màu đỏ và bằng 90 độ. Được chưa ạ? Đấy. Và từ đó chúng ta thay số vào. Ở đây chúng ta có góc tới Y của mình, đề bài cho là 53 độ rồi. Vậy chúng ta thay số vào, ta sẽ nhận được kết quả là R đỏ là bằng 37 độ, đúng không ạ? Tiếp theo, cái góc hợp bởi tia khúc xạ màu đỏ và màu tím là 0,5 độ. Cho nên lúc này chúng ta có thể tính được cái giá trị góc khúc xạ màu tím là bằng R đỏ trừ 0,5 độ thì bằng 36,5 độ. Và như vậy chúng ta đã có được cho thầy giá trị của góc khúc xạ màu tím, cũng như là chúng ta đã có được góc tới Y. Vậy thì lúc này chúng ta có thể áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng. Chúng ta có sin Y thì bằng là N tím nhân sin R tím, và từ đó chúng ta suy ra N tím thì bằng sin của 53 độ chia cho sin của 36,5 độ, và chúng ta nhận được kết quả là bằng 1,343, và kết quả của chúng ta là đáp án A. Được chưa ạ? Và như vậy thầy trò chúng ta đã cùng nhau nhắc lại một số các kiến thức trong tuần trước. Chúng ta đã học về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần và hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và trong bài học hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ sang cho thầy một hiện tượng mới, được không ạ? Và đây là một phần nội dung rất quan trọng trong chương trình của chúng ta, đó là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Và chúng ta quan sát cái thí nghiệm như sau. Chúng ta xem này. Thầy bố trí một cái thí nghiệm là một nguồn sáng S. Các em nhìn, được chưa ạ? Chúng ta chiếu nguồn điểm sáng S này, coi như một điểm sáng đến một cái khe hay là đến một cái lỗ tròn ô, được không ạ? Trong một cái hộp kín. Như vậy các em thấy là nếu như mà cái tia sáng này mà truyền thẳng á, thì chúng ta sẽ nhận được là một vết sáng tròn trên cái thành đối diện và có bề dày là D. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta thấy rằng là cái đường kính của cái vết sáng này là D phẩy. Và nếu như mà lỗ tròn có kích thước mà càng bé thì cái tỷ lệ giữa D phẩy trên D là càng lớn, được không các em nhỉ? Và cái hiện tượng như thế này chúng ta gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Cụ thể chúng ta nói như sau. Hiện tượng này, khi chúng ta gặp mép lỗ thì ánh sáng đã có sự truyền sai lệch so với sự truyền thẳng, được không ạ? Và như vậy các em thấy, chúng ta đưa ra cái khái niệm như sau. Thứ nhất, các em thấy nè, nhiễu xạ ánh sáng là cái hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng.
và ta quan sát được khi ánh sáng truyền qua một lỗ nhỏ hoặc gần mép của những vật trong suốt hoặc là vật không trong suốt. Đấy, và đó là cái khái niệm của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đấy, và hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thì có thể được giải thích như sau. Và hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chỉ có thể được giải thích được nếu chúng ta thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng. Lỗ nhỏ hoặc là khe hẹp được chiếu sáng có vai trò như một cái nguồn phát sóng ánh sáng, và hiện tượng này tương tự như hiện tượng nhiễu xạ của sóng trên mặt nước khi gặp vật cản. Đấy, và các em có thể quan sát thấy trên hình vẽ ở đây, đó chính là cái hình ảnh nhiễu xạ ánh sáng qua một cái lỗ tròn nhỏ. Và các em có thể quan sát thấy rất là rõ được là gì? Cái vùng sáng của chúng ta nó bị loe ra, như là bị loe ra vậy. Đấy, và đó chính là những cái nội dung trong cái phần là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Chúng ta đi sang cái nội dung tiếp theo và cũng là phần nội dung chính, trọng tâm của buổi học hôm nay. Đó là chúng ta tìm hiểu về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Và đối với việc giao thoa ánh sáng đơn sắc thì chúng ta sẽ xét một cái thí nghiệm rất là nổi tiếng là thí nghiệm Ion về giao thoa ánh sáng. Chúng ta cùng tìm hiểu về thí nghiệm này như sau. Các em nhìn lên đây thì chúng ta có một cái khe S được chiếu bằng một cái ánh sáng đơn sắc màu đỏ. Do hiện tượng nhiễu xạ thì chùm tia sáng này sẽ bị nhiễu xạ và chúng ta đến hai cái khe là S1 và khe S2. Sau khi đến hai khe S1, S2, chùm sáng lại tiếp tục bị nhiễu xạ qua hai khe S1, S2 và nó tạo ra cho chúng ta ở trên màn ảnh đặt ở phía sau hai khe là một dãy các cái màu, các cái vân màu sáng và vân màu tối nằm xen kẽ nhau. Các vân màu sáng nằm song song nhau và chúng cứ liên tục cách đều nhau như vậy. Rồi là sáng, tối, vân vân. Và cái hiện tượng như thế chúng ta gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Và vì cái hiện tượng mà các em thấy nè, trong cái vùng giao nhau của các cái vân sáng, của các cái dải màu sáng, đúng không ạ? Tức là của ánh sáng á, mà nó lại hình thành nên các cái vị trí tối, thì điều này chứng tỏ rằng là ánh sáng phải có tính chất sóng. Đấy, điều này phải chứng tỏ là ánh sáng có tính chất sóng, là những cái vạch tối là những chỗ mà hai sóng ánh sáng bị triệt tiêu lẫn nhau, còn những cái vạch sáng là những chỗ hai sóng ánh sáng nó tăng cường lẫn nhau. Được chưa các em? Đấy, và như vậy các em thấy rằng là sơ đồ ở phía bên trái bảng của chúng ta có thể được biểu diễn qua phía bên này để cho các em có thể dễ dàng chúng ta quan sát hơn. Ở đây chúng ta gọi nó là sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Ion. Các em có thể quan sát thấy khoảng cách giữa hai khe S1, S2 chúng ta ký hiệu là A, được không ạ? Khoảng cách từ S1 đến điểm M trên màn và khoảng cách từ S2 đến điểm M trên màn lần lượt là khoảng cách từ hai khe hẹp đến điểm M ở trên màn. Chúng ta có X là gì ạ? Là cái khoảng cách từ điểm M bất kỳ ở trên màn đến điểm O. Cũng phải nói thêm cho chúng ta một chút. Điểm O chính là cái giao điểm của cái đường trung trực qua S1, S2 với lại là màn ảnh, các em nhé. Được chưa? Và cuối cùng D là cái khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát. Đó, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe này đến màn quan sát chúng ta gọi là D. Được không ạ? Và như vậy các em nhìn lại cho thầy một lần nữa. Đây là cái thí nghiệm giao thoa Ion về giao thoa ánh sáng. Được chưa ạ? Và các em có thể quan sát thấy hình thành lên trên màn ảnh là các cái vân sáng và vân tối nằm san kẽ nhau. Các vân sáng và vân tối này nó cắt đều nhau các em nhé. Được chưa ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta cùng khảo sát hiện tượng giao thoa đối với ánh sáng đơn sắc. Được chưa ạ? Vậy thì đối với việc là thí nghiệm Ion, đúng không? Ta quan tâm đến những cái thông số nào? Được không ạ? Thứ hết các em quan tâm ở thầy chính là cái hiệu đường đi từ hai khe đến điểm M. Thầy gọi delta bằng D2 trừ D1 bằng A nhân X M chia D, được gọi là hiệu đường đi từ hai khe đến điểm M. Chính là cái khoảng cách D2 là khoảng cách từ S2 đến M nè các em này. Được chưa? Trừ đi khoảng cách từ S1 đến điểm M. Đó, hoặc là ở phía trên hình vẽ này chính là điểm A. Được chưa? Và như vậy các em có thể quan sát thấy là hiệu đường đi từ hai khe đến M chúng ta có thể chứng minh bằng hình học. Ở đây chúng ta có thể chứng minh bằng hình học và ra được biểu thức này. Bởi vì các em cũng phần nào chúng ta cũng đã học trên lớp rồi, hoặc là chúng ta cũng đã đọc trong thêm sách rồi, cho nên thầy chỉ đơn giản cái biểu thức này thôi, chứ thầy không chứng minh cho chúng ta. Và các em nhớ thầy, D2 trừ D1 thì bằng A nhân XM chia cho D. Và bây giờ chúng ta có thể thấy, ta xác định các cái vị trí vân sáng và vân tối ở trên màn, và chúng ta có thể xác định nó như sau. Rõ ràng các em thấy là để tại điểm A hoặc là điểm M, đúng không ạ? Có một cái vân sáng thì hai sóng gặp nhau tại điểm M phải tăng cường lẫn nhau, tức
tức là ta phải có D2 trừ D1 bằng K lambda. Nói đến đây không biết là các em có nhớ rằng là trong chương sóng cơ thì chúng ta cũng xét về hiện tượng là giao thoa sóng cơ đúng không ạ? Thì không biết rằng các em có nhớ rằng là khi mà chúng ta có hai cái nguồn, đúng không nào? Hai cái nguồn S1 và nguồn S2 trên mặt nước dao động cùng pha, cùng tần số, đúng không nào? Thì để mà tại một điểm M trên cái vùng giao thoa mà nó hình thành một cực đại giao thoa, đúng không ạ? Thì điều kiện là gì không ạ? Đấy, thì rõ ràng các em nhớ lại, khi mà để tại điểm M trên khu vùng giao thoa nó hình thành một cực đại thì bắt buộc là khoảng cách D2 trừ D1 bằng một số nguyên lần bước sóng. Còn nếu mà tại điểm M trên cái vùng giao thoa, ở đây thầy đang nói là gì? Đang nói là giao thoa sóng nước đó các em nhé, đúng không ạ? Thì nếu như mà cái khoảng cách D2 trừ D1 mà bằng K cộng 1/2 lambda thì tại điểm M của chúng ta quan sát được là một cực tiểu giao thoa. Trong trường hợp đối với sóng ánh sáng thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự tương tự, đúng không ạ? Tại M là một phân sáng thì D2 trừ đi D1 thì sẽ bằng là bằng K lambda. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Do khoảng cách từ O đến phân sáng, do đó là chúng ta tính được cái khoảng cách từ O đến cái phân sáng bậc K, được không ạ? Thì bằng cách là chúng ta chỉ việc thay thế thôi, thay cái đại lượng là D2 trừ D1 bằng K lambda vào trong cái biểu thức tính hiệu đường đi, thì chúng ta sẽ xác định được cho thầy là XK bằng K lambda nhân D chia cho A, với các giá trị K là bằng 0, K bằng cộng trừ 1, K bằng cộng trừ 2, và K được gọi là bậc giao thoa. Các em nhé. Thì ở đây các em lưu ý thêm một chút, ví dụ như K bằng 0 thì chúng ta gọi là cái vân sáng trung tâm, lát nữa thầy sẽ nói tới. K bằng cộng trừ 1 chúng ta gọi là vân sáng bậc 1, K bằng cộng trừ 2 ta được vân sáng bậc 2, và K bằng cộng trừ N thì chúng ta được là vân sáng bậc N, đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy thì để tại M hoặc là tại điểm A ở trên cái màn ảnh này mà là một phân tối, đúng không ạ? Thì hai sóng gặp nhau tại điểm M phải triệt tiêu lẫn nhau, đúng không ạ? Tức là ta phải có D2 trừ D1 bằng K phẩy cộng 1/2 lambda. Và kiến thức này các em thấy hoàn toàn nó giống như là kiến thức mà chúng ta giao thoa trong giao thoa sóng cơ đối với hai nguồn là cùng pha và cùng tần số, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta có thể thay thế cái D2 trừ D1 vào trong công thức tín hiệu đường đi, và từ đó thầy trò mình sẽ nhận được kết quả là gì ạ? K phẩy bằng XK phẩy bằng K phẩy cộng 1/2 nhân lambda nhân D chia A, với K cũng sẽ bằng là 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 vân vân. Nhưng các em chú ý ở thầy ở đây một chút. Chú ý ở thầy ở đây một chút là gì? K bằng 0 hoặc K bằng trừ 1 thì ta được vân tối thứ nhất. K bằng 1 hoặc K bằng trừ 2 thì ta được vân tối thứ hai. K bằng 3 hoặc K là bằng trừ 4 thì ta được vân tối thứ tư, chẳng hạn như thế. Đúng không ạ? Thì lúc này các em lưu ý ở thầy, chúng ta có 3 cái công thức mà chúng ta cần phải quan tâm ở trong cái nội dung này. Thứ nhất là công thức tính hiệu đường đi, được chưa? Công thức thứ hai là công thức xác định vị trí của một phân sáng trên màn. Và công thức thứ ba là công thức xác định cho thầy là vị trí của một phân tối ở trên màn. Đúng không ạ? Đấy, và thầy đã tô đậm những cái công thức này cho các em. Thì chúng ta có thể là ghi chép những cái công thức này lại, vì nó sẽ là những công thức quan trọng để các em có thể là vận dụng vào để có thể là làm các cái bài tập về sau. Được chưa? Dạ vâng, ở trên fanpage thì em thấy có rất là nhiều những câu hỏi dành cho thầy. Thì bạn Trọng Nghĩa, bạn có hỏi thầy là thầy ơi, thầy có thể nhắc lại giúp em vân sáng vân và vân tối là như thế nào không ạ? Thực ra thì vân sáng và vân tối á, có thể trả lời ngắn gọn như thế này, là những cái vị trí mà hai cái sóng ánh sáng của chúng ta, bởi vì cái phần trước đó là chúng ta vừa nói là ánh sáng của chúng ta là phải được giải thích là khi chúng ta coi nó là có tính chất sóng. Và như vậy thì các em có thể hình dung nôm na là những cái chỗ mà hai sóng ánh sáng tăng cường lẫn nhau thì chúng ta nhận được là các vân màu, màu sáng. Vân màu sáng ở đây á, màu của nó thì tùy thuộc vào cái ánh sáng mà chúng ta đã sử dụng chiếu tới. Ví dụ trong cái thí nghiệm lúc nãy thì sử dụng ánh sáng màu đỏ thì màu của vân sáng trên màn sẽ có là màu đỏ. Nhưng nếu như mà thầy sử dụng vân sáng, cái ánh sáng mà thầy sử dụng là màu vàng thì các cái vân sáng ở trên màn thầy sẽ nhận được là màu vàng. Đấy, các em nhá. Còn màu tối thì tức là nó là màu tối thôi, là đen thôi, là không sáng thôi. Sẽ là tùy từng màu kẻ, đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là các cái vân sáng và vân tối nó xen kẽ lẫn nhau. Dạ vâng, à, em rất cảm ơn câu giải đáp của thầy ạ. Và có thêm một câu hỏi của bạn Mỹ Linh nữa ạ. Bạn có hỏi thầy là thầy ơi, thầy có thể nhắc lại giúp em đâu là hiện tượng chứng minh ánh sáng có tính chất sóng ạ? Có hai cái hiện tượng chứng minh ánh sáng có tính chất sóng, đó là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng như thầy nói ở lúc đầu,
Và hiện tượng thứ hai là hiện tượng giao thoa ánh sáng mà chúng ta vừa mới nói xong em nhé. Như vậy các em nhớ cho thầy luôn, cả em và tất cả các em, các bạn đang theo dõi thì chúng ta cùng nhớ thầy. Hiện tượng để chứng minh rằng ánh sáng có tính chất sống chính là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng và hiện tượng giao thoa ánh sáng. Được chưa các em ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn bạn Linh đã đưa ra một câu hỏi rất là hay cho chương trình. Và bây giờ thì em mời thầy tiếp tục bài giảng của mình ạ. Rồi, cảm ơn em. Thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại bài giảng. Thì ở đây các em có thể quan sát thấy nè, tiếp tục khảo sát về hiện tượng giao thoa ánh sáng thì chúng ta quan tâm đến cho thầy đến một cái thông tin, đó chính là cái khoảng vân. Thì ở đây chúng ta định nghĩa khoảng vân như thế này ạ. Khoảng vân ấy là cái khoảng cách giữa hai phân sáng hoặc là hai phân tối liên tiếp, hay là hai phân sáng hoặc hai phân tối liền kề các em nhé. Và ở đây chúng ta có thể chứng minh được, các em có thể lấy công thức chẳng hạn như là chúng ta lấy cái khoảng cách giữa hai phân sáng liền kề trừ cho nhau. Ví dụ các em lấy phân sáng bậc k trừ đi phân sáng bậc k trừ 1 chẳng hạn như thế, hoặc là lấy phân sáng bậc k cộng 1 trừ phân sáng bậc k, thì lúc này chúng ta sẽ ra được cho thầy cái công thức là y bằng lambda nhân d chia a. Công thức y bằng d nhân lambda chia cho a thì được gọi là khoảng vân. Nó là giúp cho chúng ta tính được cái khoảng vân của các cái vân sáng hoặc là vân tối ở trên màn, được không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta thấy rằng là lúc nãy chúng ta có cái công thức để xác định vân sáng là x sáng á, thì bằng là k lambda nhân d và chia cho a, đúng không ạ? Vậy thì lúc này với vì y á, là bằng lambda nhân d chia a rồi, cho nên lúc này chúng ta có thể tính được biểu thức vân sáng sẽ là k nhân y. Hoặc hồi nãy chúng ta có cái công thức là xác định vị trí của vân tối trên màn là k cộng với 1 phần 2 lambda nhân d chia a, thì bây giờ thầy trò chúng ta có thể thay lại là gì ạ? Là k cộng 1 phần 2 y, được chưa? Đấy, thì nó sẽ ngắn gọn hơn. Các em có thể nhìn lên trên màn ảnh và các em có thể quan sát thấy là gì ạ? Đây chính là cái khoảng vân y, là cái khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc là hai vân tối liền kề, được chưa ạ? Đấy, đó là cái, đấy chính là cái định nghĩa của khoảng vân. Đấy, được chưa ạ? Đấy, và bây giờ chúng ta lưu ý cho thầy một chút. Đến đây chúng ta có một cái lưu ý nhỏ là tại điểm O á, tại điểm O chính là cái vị trí mà lúc nãy thầy nói với chúng ta là vân sáng trung tâm đấy ạ. Thì chúng ta có x bằng 0, k bằng 0 và chúng ta có d2 trừ d1 bằng 0. Tức là sao? Là không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng lambda, được chưa ạ? Vậy thì do đó tại O á sẽ có cái vân sáng bậc 0 của mọi ánh sáng đơn sắc. Hay nói một cách khác, nếu các em chiếu vào bất cứ ánh sáng đơn sắc nào, đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, hoặc là ánh sáng hỗn hợp gồm một số màu trong cái số ánh sáng đơn sắc mà thầy vừa liệt kê, hoặc thậm chí là chúng ta sử dụng ánh sáng trắng để chúng ta thực hiện giao thoa, đúng không nào? Thì tại điểm O luôn luôn ta nhận được là một phân sáng, các em nhé. Và ta gọi phân sáng chính giữa, ta gọi nó là phân sáng chính giữa hay là phân sáng trung tâm. Đấy, được chưa ạ? Và ứng dụng của cái hiện tượng giao thoa ánh sáng này là gì? Đó là chúng ta sử dụng nó để chúng ta xác định được bước sóng của ánh sáng. Thầy nhớ là tuần trước có một bạn hỏi thầy là làm thế nào để có thể xác định được cái bước sóng của cái ánh sáng đơn sắc trong chân không, đúng không ạ? Vậy thì thầy cũng nhân đây thầy cũng trả lời luôn, đó là gì? Để có thể xác định được bước sóng của ánh sáng đơn sắc thì chúng ta có thể xác định được các cái thông số, chẳng hạn như là gì ạ? Chẳng hạn như là khoảng cách của hai khe hẹp này, ta có thể xác định được cái khoảng vân y, và chúng ta cũng có thể xác định được khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát. Và nếu chúng ta đo được những cái thông tin này, và thực ra nó là những cái giá trị khoảng cách mà mình có thể sử dụng thước để có thể đo được các em nhé, thì chúng ta có thể suy được cái giá trị của bước sóng lambda bằng a nhân y chia d. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng để có thể xác định đo được cái bước sóng ánh sáng trong thực nghiệm. Đấy. Và chúng ta sang nội dung cuối cùng ở trong cái phần lý thuyết này, đó là cái bước sóng ánh sáng và màu sắc. Thì một lần nữa thầy nhắc lại, trong cái nội dung về tán sắc ánh sáng thì thầy cũng đã từng đề cập tới cho chúng ta những cái khái niệm về ánh sáng trắng, về ánh sáng đơn sắc. Và hôm nay thầy sẽ nhắc lại thông qua cái việc là chúng ta học về hiện tượng giao thoa. Thứ nhất, các em thấy là mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu, một cái bước sóng trong chân không xác định, hay là một tần số xác định, các em nhé. Thứ hai là gì? Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng là từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet thì nó mới gây ra cái cảm giác giác sáng, và đó là các ánh sáng nhìn thấy được, hay chúng ta còn gọi là ánh sáng khả kiến. Vậy thì từ nay các em nhớ cho thầy, đối với lại là ánh sáng á, thì mắt của người của chúng ta, tức là mắt của các em á, có thể nhìn thấy được các cái vật, đúng không nào?
và các cái vật đó nó phải phát ra ánh sáng hoặc là phản xạ các ánh sáng có bước sóng từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet, nghe em nhé. Và nội dung thứ ba là gì? Đó là ánh sáng mặt trời là hỗn hợp của vô số các cái ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 0 cho đến vô cùng. Nhưng chỉ có những cái bức xạ có bước sóng là từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet hoặc là từ 380 nanomet đến 760 nanomet các em nhé, theo đơn vị nano, là giúp mắt chúng ta nhìn được mọi vật và phân biệt được màu sắc. Còn những cái vùng ánh sáng mà lớn hơn 0,76 micromet hay là nhỏ hơn 0,38 micromet thì mắt người của chúng ta không cảm nhận được các em nhé. Đấy. Tiếp theo, vậy thì thầy hỏi các em là vậy thì các nguồn sóng ánh sáng giao thoa được với nhau phải thỏa mãn được điều kiện gì? Có phải rằng là tất cả các cái ánh sáng mà chúng ta thấy trong tự nhiên, ví dụ hai bóng đèn đặt gần nhau là giao thoa được với nhau hay không? Đúng không ạ? Vậy thì nó phải có cái điều kiện của nó các em ạ. Các cái nguồn sóng ánh sáng muốn giao thoa được với nhau thì phải thỏa mãn được hai cái điều kiện sau. Thứ nhất là gì? Hai nguồn phải phát ra hai cái sóng ánh sáng có cùng bước sóng hay là cùng tần số. Được không ạ? Nhớ cho thầy, hai cái nguồn phải phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng hoặc là cùng tần số là điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai là hiệu số pha dao động của hai nguồn phải không đổi theo thời gian. Được chưa ạ? Đấy. Và hai cái điều kiện này chính là hai điều kiện để cho chúng ta một cái khái niệm về nguồn kết hợp các em nhé, nguồn kết hợp. Đấy. Như vậy rõ ràng các em thấy là các cái sóng ánh sáng không phải là nó bất cứ cái nguồn sóng ánh sáng nào, chúng ta không phải là lấy hai cái bóng đèn bất kỳ chúng ta đưa lại gần nhau là giao thoa được với nhau, đúng không ạ? Mà nó phải thỏa mãn được cái điều kiện để giao thoa, các em nhé. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy trò chúng ta đã cùng nhau nhắc lại, hệ thống lại những nội dung kiến thức của cái phần là giao thoa ánh sáng đơn sắc. Trang hỏi gì thầy? Dạ vâng, trước khi vào phần bài tập áp dụng thì ở trên fanpage đang có rất là nhiều câu hỏi muốn thầy giải đáp ạ, liên quan đến thí nghiệm yên ạ. Thì có bạn hỏi là giao thoa ánh sáng thì có xảy ra khi đặt toàn bộ thí nghiệm yên xuống dưới nước không ạ? Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn em. Thì khi mà hiện tượng giao thoa ánh sáng á, mà mình giao thoa ở đối với lại thí nghiệm giao thoa của yên á, thì chúng ta thấy rằng là yên đã thực hiện giao thoa này ở trong không khí, đúng không nào? Thực ra các em có thể đưa toàn bộ hệ thống giao thoa yên này vào trong nước nha, thì hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra một cách là tương tự, nó vẫn xảy ra, đúng không? Tức là nó vẫn hình thành nên được các cái vân sáng và vân tối. Tuy nhiên á, là bởi vì khi mà chúng ta đưa toàn bộ cái hệ thống vân giao thoa, hệ thống giao thoa yên vào dưới nước, thì bởi vì chiết xuất của nước á, là bằng 1,33, tức là 4/3, tức là thay đổi so với lại là chiết xuất của không khí, cho nên lúc này cái giá trị bước sóng á, nó sẽ bị thay đổi, dẫn đến là cái khoảng vân á, nó sẽ bị thay đổi theo. Và kéo theo là gì? Kéo theo là các cái vân á, nó bị xích lại gần nhau hơn so với là khi mà chúng ta thực hiện giao thoa ở trên không khí. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn Bảo Lâm. Và không biết là bạn Bảo Lâm đã hiểu rõ khi mà thầy giải đáp thắc mắc của bạn chưa ạ? Vâng, tiếp theo thì có một câu hỏi của bạn Nhật Mai ạ. Bạn có hỏi thầy là: thầy ơi, giao thoa ánh sáng có xảy ra khi dùng ánh sáng trắng hay là ánh sáng phức tạp không ạ? Cảm ơn em. Thì thực ra thì như lúc nãy mà thầy cũng vừa mới nói á, thì hiện đối với việc là chúng ta đang xét là giao thoa ánh sáng đơn sắc là chúng ta sử dụng ánh sáng đơn sắc, ví dụ như là ánh sáng đỏ, vàng, da cam vân vân để chúng ta thực hiện giao thoa. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng hỗn hợp của 2 hoặc là 3 hay là 4 trong số đó, ví dụ như thầy dùng hỗn hợp ánh sáng gồm đỏ và tím với vàng chẳng hạn như vậy, mà chúng ta thực hiện giao thoa thì hiện tượng giao thoa ánh sáng vẫn xảy ra bình thường. Hoặc là đối với hiện tượng là giao thoa ánh sáng trắng cũng thế. Nếu chúng ta sử dụng nguồn sáng lúc này không phải là ánh sáng đơn sắc mà là một cái nguồn sáng ánh sáng trắng, chẳng hạn như là ánh sáng mặt trời hoặc là ánh sáng từ một bóng đèn dây tóc sợi đốt, thì hiện tượng giao thoa ánh sáng vẫn xảy ra em nhé. Dạ, vâng, nhưng em... tuy nhiên là đối với trường hợp mà giao thoa bằng ánh sáng trắng á, thì cái hình ảnh giao thoa nó sẽ khác đi một chút so với lại là hình ảnh mà giao thoa đối với ánh sáng đơn sắc em ạ. Dạ vâng, em rất là cảm ơn câu giải đáp của thầy ạ. Và có thêm một câu hỏi nữa, các bạn có hỏi là: thưa thầy, khi giao thoa thì những chỗ tối là những chỗ ánh sáng không đến được ạ? Thực ra đấy, đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn, tức là rất nhiều bạn nghĩ rằng là như vậy. Nhưng vâng, thực ra là không phải. Khi giao thoa thì những cái chỗ mà ánh sáng, những cái chỗ mà vân tối á, hình thành vân tối là những chỗ ánh sáng nó sóng ánh sáng nó bị triệt tiêu lẫn nhau em nhé.
Còn những chỗ phân sáng là những chỗ mà tại đó sóng ánh sáng nó tăng cường lẫn nhau. Đấy, chứ không phải là chỗ tối là ánh sáng không đến được. Dạ vâng, em rất cảm ơn thầy. Và còn những thắc mắc nào mà các bạn còn đang chưa hiểu hay lăn tăn thì các bạn hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTV Cap để thầy được của chúng ta có thể giải đáp giúp các bạn nhé. Vâng, và bây giờ thì em xin mời thầy sẽ chuyển sang phần bài tập ứng dụng ạ. Cảm ơn Trang. Như vậy, thầy trò chúng ta đã cùng nhau hệ thống lại cho thầy nội dung kiến thức phần giao thoa ánh sáng đơn sắc. Và bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung áp dụng những kiến thức mà nãy giờ chúng ta đã học để có thể là giải một số các cái bài tập, được không ạ? Và đầu tiên, chúng ta sẽ xem thầy bài tập thứ nhất. Ánh sáng màu vàng của natri trong chân không có bước sóng lambda bằng bao nhiêu? Ở đây, các đáp án A là bằng 0,589mm, đáp án B 0,589 nanomet, đáp án C 0,589 micromet và đáp án D 0,589 picomet. Thực ra các em thấy tất cả những cái đáp án ABCD này nó chỉ khác nhau bởi cái đơn vị thôi, đúng không nào? Và như vậy thì các em cần phải nhớ thầy, đối với lại là ánh sáng mà chúng ta đơn sắc mà chúng ta quan sát, tức là quan sát được á, tức là ánh sáng khả kiến á, thì giá trị của nó nằm trong khoảng là từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet. Và chính vì vậy cho nên ánh sáng màu vàng của natri trong chân không sẽ có bước sóng là bằng 0,589 micromet các em nhé. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy thì các em sẽ thấy là đôi khi chẳng hạn như nếu mà người ta cho chúng ta đơn vị nanomet thì sao? Nếu mà trong trường hợp người ta sử dụng đơn vị nanomet thì các em chỉ cần là đổi nó ra thôi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đưa về đơn vị thang nanomet thì kết quả của mình nhận được ở đây là 589 nanomet, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thầy hỏi các em một câu, không biết rằng là các em có làm được hay không nha. Theo các em thì bước sóng ánh sáng này trong môi trường trong suốt khác, thầy lấy ví dụ như là một cái môi trường trong suốt mà có chiết xuất là N, thì theo em sẽ có giá trị là bao nhiêu? Đúng không ạ? Đấy, các em thử comment xem. Đấy, thì bước sóng ánh sáng này, đối với trong bước sóng ánh sáng này mà ở trong chân không ấy, thì như thầy vừa mới nói ở phía trên, nó có giá trị là bằng 589 nanomet. Nhưng nếu như mà các em đưa cái ánh sáng này, tức là cho ánh sáng này truyền vào trong môi trường nước chẳng hạn như thế, hay là môi trường trong suốt có chiết xuất N, thì lúc này các em sẽ thấy là bước sóng của nó sẽ có giá trị là lambda phẩy. Và chúng ta có lambda phẩy thì bằng là V chia cho F, đúng không nào? Đấy, và chúng ta có tiếp là gì ạ? Chúng ta lại có tiếp bằng C chia cho N nhân F. Mà lúc này chúng ta biết rằng là C chia F chính là bằng lambda. Như vậy chúng ta sẽ nhận được kết quả là bằng lambda chia N. Như vậy chúng ta nhớ thầy một cái công thức quan trọng. Như vậy nếu mà các em đưa một cái ánh sáng có bước sóng là lambda trong chân không hoặc là trong không khí vào trong một cái môi trường trong suốt có chiết xuất là N, thì lúc này giá trị bước sóng của nó sẽ bị giảm đi. Và cụ thể ở đây chúng ta có lambda phẩy bằng lambda chia N. Các em nhé. Và thầy lấy ví dụ, chẳng hạn như ánh sáng này mà chúng ta đặt trong nước, đúng không ạ? Chiết xuất là 1,33, thì giá trị bước sóng của cái ánh sáng này ở trong nước ta ghi nhận được là bằng 443 nanomet, các em nhé. Đấy, đó là cho những bạn mà các em chưa hiểu, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sang cho thầy cái câu hỏi vận dụng thứ hai. Hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng khi đi qua mép của một vật cản hoặc của các cái khe hẹp được gọi là hiện tượng gì? Đáp án A là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Đáp án B là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đáp án C là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và đáp án D là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì rõ ràng ở đây các em thấy, theo như định nghĩa, đúng không? Theo như định nghĩa của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thì chúng ta trả lời được ngay, đúng không ạ? Hiện tượng mà thầy vừa mới nói ở phía trên bảng đó chính là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, các em nhé. Và đây là một số các cái hình ảnh trong thực tế đời sống hàng ngày mà các em có thể là quan sát thấy. Ví dụ chẳng hạn như là thầy có một cái căn phòng tối, mở cửa hé hé ra thôi, đúng không nào? Thì để cho ánh sáng nó vào, thì rõ ràng các em thấy rằng là gì? Vùng ánh sáng mà đi qua được cái khe đó nó bị loe ra. Hiện tượng này giống như là những hiện tượng mà các em cũng thấy ở trong đời sống hàng ngày của các em. Khi mà các em, nhất là vào buổi sáng sớm á, những nhà của bạn nào mà ở hướng đông á, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong khe cửa, thì lúc này các em thấy rằng là ánh sáng mặt trời chiếu qua những cái khe nhỏ của cái cửa sổ nhà mình, thì các em cũng quan sát được hiện tượng thú vị này, đúng không nào? Hoặc là ở đây các em có thể quan sát thấy thầy có một cái dao lam, đúng không ạ? Một cái dao cạo á, lưỡi lam á. Các em thấy là gì? Nếu như ở đây nó có một cái khe hẹp nè các em, nếu chúng ta cho một cái ánh sáng chúng ta chiếu xa, chiếu vào cái khe hẹp này, thì lúc này chúng ta cũng sẽ nhận được cái hiện tượng là nhiễu xạ ánh sáng, các em nhé. Đó, tóm lại là các em cứ nhớ thầy, hiện tượng mà
ánh sáng nó không tuân theo quy luật truyền thẳng, mà nó xảy ra khi nó truyền qua mép của các cái vật cản, đúng không ạ? Trong suốt hoặc không trong suốt, thì đó gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng nha. Đó. Chúng ta sẽ sang ở thầy cái câu hỏi tiếp theo là câu số 3. Thế thì điều kiện nào xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng? Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng là hai chùm sáng giao thoa với nhau phải là hai sóng kết hợp, đúng không? Vậy hai sóng kết hợp là hai sóng như thế nào? Câu A, cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha. Câu B, cùng tần số, cùng biên độ, ngược pha. Câu C, cùng tần số, cùng biên độ và có độ lệch pha thay đổi theo thời gian. Và đáp án D, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Như vậy, nhớ lại một chút về cái kiến thức mà thầy đã dạy ở cái phần trước, thì các em thấy rằng là để mà hai sóng ánh sáng mà giao thoa được với nhau thì hai sóng đó là hai sóng kết hợp, là hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian các em nhé. Như vậy chúng ta chọn đáp án D. Vậy nhân đây thầy lại hỏi tiếp cho chúng ta một câu hỏi, mà câu hỏi này thầy sẽ không trả lời, mà thầy sẽ để cho các em về nhà chúng ta tự suy nghĩ nha. Hai cái cột đèn đường gần nhau có thể xảy ra giao thoa ánh sáng hay là không? Đó, chúng ta về nhà và thử suy nghĩ với thầy cái này. Hôm sau có thể là comment lại với thầy, đúng không ạ? Đấy, để có thể các em hiểu rõ hơn về cái hiện tượng là giao thoa ánh sáng ở trong tự nhiên. Đó. Dạ vâng, tiện ở bài này thì có một bạn hỏi thầy là thưa thầy là sóng âm và sóng ánh sáng thì có gì khác nhau ạ? Một câu hỏi cũng rất là thú vị, cảm ơn em. Thế thì sóng âm á, và sóng ánh sáng á, là nó có những cái tính chất là khá là giống nhau, đúng không? Đúng. Ví dụ như là sóng âm và sóng ánh sáng là nó có thể truyền thẳng đi được nè. Đó, nó có thể là phản xạ nè. Ánh sáng cũng phản xạ, đúng không nào? Vâng. Đấy, nhưng mà sóng âm và sóng ánh sáng là có bản chất khác nhau. Các em nhá, nhớ cho thầy, bản chất của nó là khác nhau. Đối với lại là sóng âm ấy, nó là sóng cơ học. Được chưa? Và nó truyền đi do dao động của các cái phần tử vật chất mới môi trường xung quanh. Còn trong khi đó ấy, sóng ánh sáng này nè chính là cái sóng điện từ, mà buổi học hôm sau thầy trò chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều này. Đấy, hai cái dạng sóng này là có bản chất vật lý là khác nhau các em nhá. Nhưng bởi vì là nó có cùng là sóng á, cho nên nó sẽ có những nên cái tính chất rất là nhiều bạn đúng rồi nhầm nó lắm. Sẽ có đúng những cái tính chất ví dụ như là truyền thẳng này, hoặc là phản xạ này, hoặc là giao thoa, đúng không ạ? Đấy, rõ ràng các em thấy sóng cơ học nó cũng có thể giao thoa được với nhau. Đúng. Đó, cho nên là vấn đề ở chỗ đó. Về mặt bản chất vật lý thì hai sóng này là hoàn toàn khác nhau. Sóng cơ, sóng âm, đúng không ạ? Vâng. Là khác bản chất với lại là sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng là sóng điện từ, các em nha. Đấy, và cái bước sóng của nó mà chúng ta quan sát thấy á, để mà có thể nhìn được mọi vật là có giá trị trong khoảng là từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet. Em nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay thầy đã đưa ra rất là nhiều những công thức. Làm thế nào mà thầy có một cái tip nào đấy để cho các bạn dễ nhớ về công thức này không ạ? Thực ra thì để nhớ được những công thức này á, thì thầy nghĩ rằng là chúng ta hiểu được cái bản chất vật lý của nó. Thực ra thì những cái kết quả là những cái kiến thức mà thầy trò chúng ta có từ nãy giờ. Những cái công thức chẳng hạn như là công thức ít sáng, đúng không nào, ít sáng bậc K thì bằng là K lambda d chia A, hay là ít tối bậc K, đúng không nào, ít tối thì có thể là bằng K cộng 1 phần 2 lambda d chia A. Tất cả những công thức đó đều được xây dựng thông qua việc là những cái kiến thức các em đã biết. Ví dụ như chẳng hạn như là công thức xác định hiệu đường đi của tia sáng thì được xác định bằng cái kỹ thuật là hình học, đúng không nào? Còn cái việc mà xác định vị trí vân tối vân sáng thì nó dựa vào những kết quả mà mình đã học trong cái phần là giao thoa sóng cơ học rồi. Thì những cái kết quả đó là chúng ta đã có rồi. Thì các em cố gắng chúng ta kết nối các kiến thức này lại với nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng nhớ hơn. Vâng, và một phải... kỹ thuật nữa là các em cố gắng chúng ta làm nhiều bài tập là được, là chúng ta có thể là thuộc được công thức. Dạ vâng, đúng rồi. Em nghĩ là quan trọng là chúng ta phải ở nhà này học bài và luyện tập thật nhiều những cái dạng lý này thì chúng ta mới có thể áp dụng được vào bài tập, đúng không ạ? Chính xác em ạ. Dạ vâng. Em mời thầy tiếp tục bài giảng ạ. Và thầy trò chúng ta sẽ sang ở thầy câu tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4. Trong thí nghiệm Y-ơn về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là lambda. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ 3 tính từ vân sáng trung tâm, thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng bao nhiêu? Như vậy đến lúc này thì chúng ta lại nhớ đến một cái công thức, đúng không ạ? Chúng ta nhớ đến công thức xác định hiệu đường đi từ một vân tối tới hai nguồn được xác định bởi công thức sau ạ. Được chưa ạ? Như vậy các em thấy là ta có D2 trừ đi D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda. D
đây là công thức xác định hiệu đường đi. Từ hai khe S1, S2 đến điểm M trên màn là một vân tối. Các em nhớ nhé, là một vân tối. Còn nếu nó là vân sáng á, thì chỗ kia phải là gì các em? Thì D2 trừ D1 phải bằng là K nhân với lambda. Được chưa ạ? Và như vậy ở đây các em thấy là chúng ta có vân tối thứ 3. Được chưa? Vân tối thứ 3 cho nên K phải bằng 2. Các em nhé, chúng ta lưu ý rất nhiều bạn là nhầm lẫn chỗ này. Vân sáng bằng 3 thì K bằng 3. Nhưng vân tối thứ 3 thì phải là K bằng 2. Các em nhé. Và chúng ta không có khái niệm bậc giao thoa đối với lại là vân tối. Vân tối thì chúng ta gọi là thứ, ví dụ như là vân tối thứ nhất, vân tối thứ hai, vân tối thứ ba. Vân sáng thì chúng ta gọi là vân sáng bậc 1, bậc 2, bậc 3, vân vân. Các em lưu ý ở thầy chỗ này. Và như vậy thì chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ nhận được là D2 trừ D1 bằng 2,5 lambda. Các em nha. Và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây cho thầy là đáp án D. Đấy. Chắc có lẽ là các em nhớ lại được những công thức mà thầy đã dạy ở phần trước rồi đúng không ạ? Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang ở thầy câu tiếp theo. Câu hỏi số 5. Trong thí nghiệm Yên về giao thoa ánh sáng, một điểm M trong vùng giao thoa trên có ký hiệu khoảng cách đến hai khe là D2 trừ D1 bằng 2 micromet. Ánh sáng làm thí nghiệm có bức sóng lambda là bằng 400 nanomet, được không ạ? Thì tại M sẽ có đáp án A, đáp án B, C và đáp án D. Các em có thể nhìn lên trên màn hình. Vậy thì với bài toán này, làm thế nào để chúng ta có thể xác định xem là tại M nó là vân sáng hay là vân tối thứ bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy thì đến đây chúng ta có thể là áp dụng cái công thức xác định là hiệu đường đi. Chúng ta có D2 trừ D1 chia cho lambda, được chưa? Thì các em thay vào này, ở đây khoảng cách từ hai khe đến điểm M là 2 micromet, cho nên là các em thay là bằng 2 nhân với 10 lý thừa trừ 6. Chúng ta chia cho lambda là 400 nanomet, thì chúng ta thay là bằng 400 nhân với 10 lý thừa trừ 9, và chúng ta nhận được kết quả đây là bằng 5. D2 trừ D1 bằng 5 lambda. Vậy dẫn đến là gì ạ? Tại điểm M của chúng ta trong trường hợp này, nó là một vân sáng, và cụ thể là vân sáng bậc mấy ạ? Vân sáng bậc 5. Và như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng trong bài toán này là đáp án A. Đấy. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đối với lại bài số 6. Các em cùng theo dõi. Trong một cái thí nghiệm Yên về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nanomet, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 mét. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng bao nhiêu? Đây là một cái bài tập để chúng ta tính cho thầy giá trị khoảng vân ở trên màn. Như vậy thì chúng ta có thể giải bài toán này như sau. Thầy nghĩ rằng là các em đã theo dõi, nếu những bạn mà theo dõi cái phần này thì chắc chắn rằng chúng ta có sẵn bút, giấy và máy tính thì chúng ta dễ dàng có thể tính được cho thầy ngay. Ở đây chúng ta thấy rằng là công thức xác định khoảng vân Y bằng lambda nhân D và chia cho A. Chúng ta thay số vào nhé. Lambda bằng 600 nhân với 10 lý thừa trừ 9 nhân với D. D là khoảng cách hai khe là bằng 2 mét, và chia cho A là 1 mm. Như vậy chúng ta thay là 10 lý thừa trừ 3, và cuối cùng ta nhận được kết quả là 1,2 nhân với 10 lý thừa trừ 3 mét, và chúng ta nhận được kết quả là bằng 1,2 mm. Đó. Như vậy các em thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Từ nãy đến giờ chúng ta làm những cái bài tập nó mang tính chất là giúp cho các em nắm lại được những cái kiến thức mà thầy đã dạy ở cái phần đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang cho thầy câu hỏi số 7. Trong cái thí nghiệm Yên về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Vậy thì khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 là bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Như vậy, lúc này các đáp án ở đây chúng ta nhận được là 5 này, 4 mm này, 3 mm này và 6 mm. Được chưa? Vậy thì với bài này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa? Chúng ta chú ý thầy ở đây, đề bài yêu cầu hỏi các em là khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3. Được chưa? Tức là chúng ta sẽ có hai cái vân bậc 3 đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm. Nha các em nhé. Được chưa? Hình dung cho thầy một chút, tại vị trí vân sáng trung tâm ứng với K bằng 0, thì ở phía trên vân sáng trung tâm chúng ta có thể là lấy các giá trị vân sáng bậc 1, 2, 3, 4, 5 vân vân. Còn phía dưới của vân sáng trung tâm thì chúng ta có thể lấy các cái giá trị K là -1, -2, -3 vân vân. Được không ạ? Và rõ ràng các em thấy là các cái vân sáng này nó đối xứng với nhau qua vân trung tâm, được chưa? Và như vậy thì rõ ràng các em thấy khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 ở hai bên vân trung tâm dễ dàng chúng ta có thể tính được chính là bằng 3 lần Y cộng 3 lần Y, tức là bằng 6Y các em nhé, 6Y. Và chúng ta thay Y là bằng 1 mm vào, chúng ta sẽ nhận được kết quả ở đây là 6 mm. Và đây chính là cái kết quả mà các em ghi nhận được, được không ạ?
Đấy. Tiếp theo, chúng ta sang ở thầy câu hỏi, nhìn cho thầy một cái hình ảnh một chút. Ở đây các em có thể quan sát thấy đây, những cái hình ảnh mà thầy vừa mới nêu vừa rồi, đúng không nào? Đấy, chẳng hạn như là các em thấy là vân sáng bậc 3 ở phía trên và ở phía dưới cũng là vân sáng bậc 3, nhưng ứng với giá trị K là bằng trừ 3. Dạ vâng, có bạn Thùy Trang ở trên fanpage của VTVCAP thì có hỏi thầy là thầy ơi, sóng âm và ánh sáng cùng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của chúng sẽ thay đổi như thế nào ạ? Một câu hỏi cũng rất là hay, cảm ơn em. Thế thì tiếp nối những cái vấn đề mà khi nãy thầy vừa mới nói á, thì rõ ràng các em thấy rằng là bản chất của hai cái sóng này là khác nhau. Sóng âm là sóng cơ, đúng không ạ? Còn sóng ánh sáng là sóng điện từ, được chưa? Thì ở đây các em có thể thấy rằng là đối với lại là sóng ánh sáng á, khi mà truyền từ không khí mà vào trong nước á, tức là chúng ta truyền từ không khí là có chiết xuất là bằng 1, còn vào trong nước là chiết xuất là lớn hơn 1, cụ thể là 4/3, thì lúc này chúng ta có cái tần số của sóng là không thay đổi. Các em nhé, tần số của sóng sẽ không thay đổi khi chúng ta truyền từ môi trường này sang môi trường khác, được chưa? Nhưng mà bởi vì là chiết xuất của nước là lớn hơn chiết xuất của không khí, tức là chiết xuất thay đổi ạ, dẫn đến một điều là gì? Bước sóng của nó sẽ giảm đi. Hồi nãy các em có nhớ cái công thức thầy ghi cho chúng ta đó là lambda phẩy thì bằng là lambda chia cho n. Các em nhé, lambda phẩy thì bằng lambda chia n. Cho nên nếu truyền từ không khí vào nước thì dẫn đến là bước sóng của sóng ánh sáng sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên đối với sóng âm thì chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà truyền từ không khí vào nước á, vì vận tốc truyền âm trong nước lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí. Đấy, tức là vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng và lớn hơn trong chất khí. Cho nên chúng ta truyền từ không khí mà vào trong nước. Được không ạ? Thì rõ ràng các em thấy là vận tốc truyền âm là tăng lên, đúng không ạ? Mà vận tốc và bước sóng á, thì tỷ lệ thuận với nhau. Tại vì chúng ta có công thức F là bằng V chia cho lambda, đúng không nào? Cho nên dẫn đến một điều là gì? Là khi mà các em truyền từ không khí vào trong nước, vận tốc tăng thì bước sóng của sóng âm cũng sẽ tăng lên. Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Và không biết là khi mà nghe thầy giải đáp thì bạn đã hiểu hết bài chưa ạ? Và tiếp theo thì sẽ có một câu hỏi nữa. Câu hỏi này hơi dài một chút, thầy chú ý theo dõi ạ. Câu hỏi như sau ạ. Trong môi trường có chiết xuất n, mọi bước sóng ánh sáng đều giảm đi so với trong chân không. Có phải không hả thầy? Câu hỏi đó là hoàn toàn chính xác em nhé. Dạ. Là bởi vì do là chúng ta có công thức là lambda phẩy bằng lambda chia n. Cho nên là lambda là bước sóng của ánh sáng đó trong chân không hoặc là trong không khí. Dạ. Vậy thì nếu mà truyền ánh sáng đó trong một môi trường trong suốt có chiết xuất n thì bước sóng của nó sẽ giảm đi. Em dạ, nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn câu trả lời của thầy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 8 nhé. Rồi. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau sang thầy bài tập tiếp theo. Chúng ta cùng tìm hiểu cho thầy là bài tập số 8. Chúng ta nhìn. Thầy ấn phía dưới. Đây. Chúng ta cùng xem thầy bài tập số 8. Thực hiện thí nghiệm ion về giao thoa đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là bằng 0,4 micromet. Khoảng cách giữa hai khe là bằng 0,5 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là 1 mét. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng bằng bao nhiêu? Được chưa ạ? Thì ở đây các em có thể quan sát thấy là các thông tin đề bài người ta đã cho chúng ta, đó là cho chúng ta bước sóng này, cho chúng ta khoảng cách giữa hai khe, được không ạ? Và cho chúng ta khoảng cách từ hai khe đến màn và yêu cầu chúng ta là tính cái khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4. Hay nói một cách khác, người ta hỏi chúng ta là vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng là bằng bao nhiêu? Đấy, thì với bài toán này thì chúng ta có thể giải quyết nó như sau các em. Trước hết thì chúng ta tính ra thì giá trị khoảng vân trước. Thì chúng ta có khoảng vân Y thì được xác định là bằng lambda nhân D chia cho A. Chúng ta thay số lần lượt vào. Lambda là 0,4 micromet nên chúng ta thay 0,4 nhân với 10 lý thừa trừ 6. Nhân với D, D là bằng 1 mét, chúng ta nhân với 1 chia cho A. A là bằng 0,5 mm thì chúng ta thay là bằng 0,5 nhân với 10 lý thừa trừ 3 và chúng ta sẽ nhận được kết quả ở đây là bằng 8 nhân với 10 lý thừa trừ 4 mét và kết quả mình nhận ở đây chúng ta đưa về đơn vị mm là 0,8 mm. Như vậy chúng ta tính được cái giá trị khoảng vân ở trên màn các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác định cái vị trí của vân sáng bậc 4 ở trên màn. Thì lúc này chúng ta sẽ có
vị trí của phân sáng bằng K, được chưa? Thì được xác định bởi công thức x sáng thì bằng là K nhân với lại là y. Như vậy chúng ta có phân sáng bậc 4 nên ứng với nó là K bằng 4, và chúng ta vừa mới tính y là bằng 0,8mm rồi. Vậy chúng ta thay vào chúng ta sẽ nhận được kết quả ở đây là bằng 3,2mm. Đấy, 3,2mm chính là cái kết quả của cái bài toán này của chúng ta. Rồi, chúng ta cùng sang cho thầy câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 9, mời các em nhìn vào đề bài. Và nếu trong một quá trình thầy giảng ấy, các bạn biết câu trả lời thì các bạn hãy comment trực tiếp ở trên fanpage để thầy và Trang được biết nhé. Rồi, cảm ơn Trang. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Các em nhìn vào ví dụ số 9 này. Trong một thí nghiệm ion, khoảng cách giữa hai khe hẹp F1, F2 là A bằng 1,56mm. Khoảng cách từ F1, F2 đến màng quan sát là D bằng 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp đo được ở trên màng là 5,21mm. Vậy xác định cho thầy bước sóng của ánh sáng dùng làm trong thí nghiệm này. Được chưa? Bước sóng của ánh sáng dùng trong cái thí nghiệm này. Đấy. Vậy thì với bài toán này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Các em cũng dành một vài giây để chúng ta có thể là làm bài toán này. Được không ạ? Đấy. Bởi vì nó là một bài tập khá là đơn giản thôi. Đấy. Các em có thể chúng ta dành một vài phút chúng ta suy nghĩ. Ở đây chúng ta có thể tóm tắt bài toán lại một chút. Chúng ta đã có cho thầy là giá trị của A là khoảng cách hai khe là bằng 1,56mm này, được chưa? Rồi là gì? Khoảng cách D chúng ta cũng đã có ở đây là bằng 1,24m rồi đấy ạ. Đấy. Và khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp, các em chú ý thầy đến cái yếu tố này, bởi vì đây chính là cái quan trọng nhất, cái chìa khóa trong cái từ khóa trong cái bài toán này, được không ạ? Đấy, 12 vân sáng liên tiếp đo được trên màng là bằng 5,21mm, đúng không ạ? Vậy thì với cái bài toán này, thầy nghĩ rằng là trong thời gian mà thầy phân tích đề bài thì nhiều em cũng đã có thể là đưa ra được cái kết quả của mình rồi. Như vậy các em thấy nè, khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liền kề, được chưa? Nên 12 vân sáng liên tiếp ở trên màng là tương ứng với 11 khoảng vân, đúng không ạ? Đấy, và như vậy thì chúng ta có thể tính cho thầy nè, 11y thì bằng 5,21mm. Từ đó chúng ta suy ra y là bằng 0,474mm. Các em nhé. Và khi mà chúng ta đã tính được giá trị của khoảng vân y rồi, thì việc mà chúng ta xác định cho thầy giá trị của bước sóng trở nên đơn giản vô cùng, đúng không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta có thể suy được cho thầy giá trị bước sóng. Thì để tính cho thầy giá trị bước sóng mà dùng làm thí nghiệm, thì chúng ta dùng cho thầy công thức tổng quát để tính khoảng vân, đúng không? Đó là công thức y bằng lambda nhân d chia cho a. Từ đó chúng ta suy ra lambda bằng a nhân y chia d, và chúng ta thay số vào. A chúng ta thay là 1,56 nhân với 10 lũy thừa trừ 3, nhân với y là 0,474 nhân với 10 lũy thừa trừ 3, và chia cho 1,24, và chúng ta nhận được kết quả ở đây là 0,596 nhân với 10 lũy thừa trừ 6 mét, hay chúng ta đổi ra đơn vị nanomet là bằng 596 nanomet. Và bài toán này chúng ta sẽ chọn đáp án đúng của thầy là đáp án B. Các em nhé. Đấy. Và chúng ta đi cho thầy câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 10. Chúng ta cùng xem nội dung của câu hỏi này như sau. Các em nhìn vào. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Hai khe hẹp trong cái thí nghiệm ion thì cách nhau 3mm và được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 micromet. Các ánh vân giao thoa này được hứng trên màn cách mặt phẳng hai khe một khoảng là 2m. Đấy. Ý thứ nhất, điểm M cách vân trung tâm là 1,2mm là vân gì? Được chưa? Các đáp án ở đây là vân sáng bậc 2, vân sáng bậc 3, vân tối thứ 2, vân tối thứ 4. Được không ạ? Câu hỏi thứ hai cũng sử dụng cái nội dung của bài số 10 này. Đó là điểm N cách vân trung tâm 1,8mm sẽ là vân gì? Các đáp án ở đây là vân sáng bậc 3, đáp án B là vân sáng bậc 5, đáp án C là vân tối thứ 5, và đáp án D là vân tối thứ 4. Đấy, các em có thể là dành một đôi giây phút, có thể là chúng ta hãy đặt bút vào và có thể là tính toán cho thầy để xem thử là có thể là mình làm được hay không. Vâng, đấy. Chúng ta hãy tích cực comment ở trên fanpage của VTV Cap đi ạ. Cảm ơn Trang. Thầy nhận thấy là rất là nhiều bạn là đã đưa ra những cái
đáp án. Không biết là các em có còn hỏi thầy những câu hỏi gì nữa không ạ? Các bạn ơi, các bạn còn những thắc mắc gì thì hãy comment đi ạ. Hãy comment liên tục để thầy được của chúng ta có thể giải đáp thắc mắc của các bạn nhé. À, cảm ơn em. Vậy thì có lẽ là trong cái thời gian chờ đợi thì các em cũng đã đưa ra cho mình những cái kết quả của, cho cái bài toán này rồi. Thì bài toán này thầy có thể giải quyết nó như sau. Trước hết chúng ta có thể là trả lời là tính cho thầy cái khoảng phân ở trên màn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là các cái thông số của đề bài cho chúng ta là các cái giá trị là gì ạ? Hai khe cách nhau 3mm, tức là chúng ta có A là bằng 3mm này. Được chưa? Như vậy là ánh sáng có bức sóng lambda bằng 0,6 micromet, tức là chúng ta cũng đã có giá trị của lambda, đúng không ạ? Và khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là D bằng 2m, chúng ta đã có rồi. Vậy thì dựa vào những cái thông tin mà chúng ta đề bài cho thì thầy có thể tính được giá trị của khoảng phân Y. Chúng ta có Y bằng lambda nhân D chia cho A. Và như vậy chúng ta có là bằng 0,6 nhân với 10 lý thừa trừ 6 nhân D là 2m chia cho 3 nhân 10 lý thừa trừ 3, được không ạ? Và chúng ta nhận được kết quả ở đây là bằng 4 nhân với 10 lý thừa trừ 4m, tức là bằng 0,4mm. Như vậy chúng ta tính được giá trị khoảng vân trên màn là 0,4mm. Rồi, như vậy chúng ta có cái giá trị của khoảng vân rồi, được chưa? Nhớ lại cho thầy một chút. Lúc đầu thầy đã dạy cho các em về cái công thức để có thể xác định khoảng vân. Và từ đó thì thầy cũng đã suy ra cho các em cái cách để chúng ta có thể là xác định vị trí của vân sáng và vân tối ở trên màn thông qua cái giá trị khoảng vân này. Thì ở đây chúng ta có thể quan sát thấy là ít sáng thì bằng là K nhân Y, đúng không ạ? Ít tối thì bằng là K cộng 1/2 nhân với lại là Y. Vậy thì lúc này các em có thể là xác định cho thầy tại điểm M, được không ạ? Tại điểm M chúng ta có XM thì bằng gì ạ? XM thì bằng XM chia Y nha. Chúng ta lấy XM chia Y. Chúng ta có XM là bằng 1,2. Chúng ta chia cho Y là 0,4. Và kết quả nhận được ở đây là bằng 3. Được chưa ạ? Vậy điểm M là vị trí vân sáng mặt 3. Vị trí vân sáng mặt 3. Rồi, tương tự như thế, chúng ta sẽ xét là tại điểm N. Được không ạ? Thì tại điểm N chúng ta lấy là XN. Chúng ta chia cho Y. Thì chúng ta nhận được là vì khoảng cách từ điểm N đến vân sáng trung tâm á, là bằng 1,8mm. Cho nên chúng ta lấy 1,8 chia cho 0,4 thì chúng ta sẽ nhận được ở đây là bằng 4,5. Như vậy 4,5 điểm M của mình là vị trí vân tối thứ 5. Nhưng chúng ta phải chú ý là rất là nhiều bạn là chúng ta cứ nhầm lẫn chỗ này. Được không các em nhỉ? 4,5 tức là bằng 4 cộng với lại là 1/2. Được chưa các em nhỉ? Thì lúc này chúng ta có M sẽ là vị trí vân tối thứ 5. Được chưa ạ? Như vậy thầy trò chúng ta đã cùng nhau sang cho thầy 10 cái bài tập ví dụ để chúng ta có thể là xác định được cho thầy và vận dụng các cái kiến thức để có thể là giải các cái bài tập liên quan đến cái bài toán là giao thoa đối với là ánh sáng đơn sắc. Thế thì các em trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta nhớ cho thầy và ghi nhớ lại cho thầy những cái kiến thức quan trọng như sau. Thứ nhất là các em phải nắm được cho thầy cái thí nghiệm về hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc của ion. Để từ đó buổi hôm sau thầy trò chúng ta có thể sẽ là học là giao thoa đối với ánh sáng phức tạp này, trang này, và giao thoa đối với ánh sáng trắng nữa em ạ. Vâng, đấy. Ngày hôm nay là thì mình học về giao thoa đơn sắc. Thì chúng ta học về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Dạ, vâng. Buổi hôm sau thì thầy trò chúng ta có thể là học các cái hiện tượng về giao thoa đối với ánh sáng phức tạp, giống như khi nãy có một số bạn là hỏi thầy là có thể là giao thoa đối với ánh sáng phức tạp được hay không, đúng không ạ? Hay là giao thoa đối với ánh sáng trắng. Trong bài học này thì các em cần phải nhớ thầy các cái công thức, ví dụ như là công thức xác định hiệu đường đi delta bằng D2 trừ D1 đấy, vân vân. Và đó sẽ là cái mà các em sẽ ghi nhớ cho thầy để chúng ta tiếp tục vào buổi học tiếp theo. Vâng, rất là cảm ơn thầy Được ngày hôm nay đã đến đây để cùng chia sẻ cho các bạn bài học rất là bổ ích. Đây cũng là một trong những bài học mà quan trọng để các bạn ôn thi đại học sắp tới, đúng không ạ? Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin chào và tạm biệt các em. Buổi học hôm nay đã kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn cùng các em học sinh với những bài học tiếp theo trên kênh VTVCup7 và VTVCup22, trên các ứng dụng On, OnMe, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTVCup.